ban quản lý di tích làng cổ đường lâm có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý khai thác phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của luật du lịch và các văn bản pháp luật liên quan các sở ngành du lịch văn hóa và thể thao tài nguyên và môi trường xây dựng giao thông vận tải nông nghiệp và phát triển nông thôn kế hoạch và đầu tư Công an thành phố, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng địa điểm du lịch làng cổ ở Đường Lâm theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả. Làng cổ Đường Lâm nằm ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 40 km. Đường Lâm là quê hương của Ngô Quyền và Phùng Hưng nên còn được gọi là đất hai vua cho đến nay làng cổ đường lâm vẫn lưu giữ được những nét đặc trưng cơ bản của một ngôi làng ở bắc bộ với cổng làng cây đa bến nước sân đình việc công nhận điểm du lịch làng cổ đường lâm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa nông thôn bắc bộ đến với du khách trong nước và quốc tế